lông ạ. Không phải lông này mà là con này này. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Như đã hứa thì video này mình sẽ nuôi khủng long T-Rex để chơi với Jerry bắn tỉa đang rất hot, chỉ sau team Blackpink về Việt Nam thôi. Ok, đây không phải là một video nuôi khủng long nhiều số nhất, mà cũng không phải là một video nuôi khủng long hũ xịt. Tất nhiên rồi, City Island video. Mà đây là một video nuôi khủng long đúng cách, vừa thỏa mãn được đam mê đỏ đen lại vừa có thể leo rank tốt. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và nhanh cho nóng nhá. Game này mình đi bắt cua nha các bạn. What? Có thể là các bạn biết rồi, ở thành phố Bendo đầm cua này thì các rau quái sẽ biến đổi thành cua kỳ cục. Cua này không đánh mình mà có cho mình rất là nhiều quà nữa. Vẫn là huyền thoại tiến ưa chuộng nhất ở meta hiện tại thôi. Hai chú cua đầu tiên cho mình thêm hai vàng và một hộp kho báu màu xanh. Chưa kịp mở hộp thì đã có hai Oriana rồi. Mở hộp ra thì có hai tướng ba tiền trong đấy có dây si. Hai mình ghép của Pinover rồi. Ba con cua tiếp theo cho mình một nước mắt và một kháng phép. Và kết thúc lượt bắt cua thứ ba thì mình có thêm một cái gậy. Mình bán bất tướng hàng chờ đi để hôm 10 tiền luôn, chỉ để lại đôi thông với cả Pinover thôi. Pandora lỗi bạc là một sự lựa chọn quá tuyệt vời. Còn ai hỏi mình là có điều gì tuyệt vời hơn nữa không á, thì mình xin trả lời đó là Vi xuất hiện ở trong cửa hàng ngay sau đấy. Úi giời, có luôn 3 Pinover ở 2.1. Điều đáng nữa hơn ở đây là lobby này rất là nhiều nhà yếu, lõi bạc không mạnh nên là mọi người sẽ không áp cấp vội. Mà để nuôi khủng long được thì có hai điều cần phải chú ý. Một là check nhà liên tục để tránh bài mình thắng. Hai là phải lì đòn. Các nhà đang eco khá là nhiều nên là mình cũng không áp cấp vội mà bắt về hai Zinix ở cửa hàng, hold lại 10 tiền, bó cẩn nhốt Vi vào góc để chắc chắn là mình sẽ có chuỗi thua. Nhà đầu tiên mình gặp có 3 chết với 2 bắn tỉa. Tuy nhiên là vì xếp bài như thế này nên là mình không clear được bất kỳ một chết nào của đối thủ cả. Mình có thất bại đầu tiên. Đã vậy tích luôn 20 tiền ở vòng 2.2. Tiếp tục với 4 chết mà không áp cấp và mình thua đúng như những gì mà mình nghĩ. Ông này cũng 4 chết 1 sao, về nhấc ngay Zinix ra khỏi sàn. Bán đi tích luôn 30 tiền. Không thể để gặp ông ý xong rồi là mình thắng được. Sau đấy thì mình tiếp tục thua đủ 4 chết và chỉ còn lại 78 máu trước vòng đi chợ. Không sao, mình là vua lì đòn. Mình có Pandora nhưng mà mình vẫn thích lấy BF để mấy cái nhà kia không lấy được đây. 2.5 dấu tích vẫn đánh vào cái nhà yếu phát sợ này nên là mình phải bó cẩn xếp Vi vào góc. Nhưng mà người mình gặp là một người khác nên là mình vẫn bị ăn đấm đủ 5 chết luôn. Giờ chắc là thêm đồ cho JC được rồi. Để Vi lên trên và thêm Chitana vào kích bắn tỉa nữa. May quá gặp cái ông này cũng nuôi khủng long đang 4 chết. Mình clear được 1 chết và còn lại 63 máu. Ba chú cua xanh ở 2.7 cho mình thêm một cái cung, một cái váy, một JC, thêm ít tiền và hai Oriana luôn. Mình áp 6 rồi tiếp tục check nhà, xếp bài, tính toán các thứ. Cái gì thế này, 3.1 mới bắt đầu nuôi khủng long. Khác gì là 5 giờ sáng người ta thức dậy rồi bạn mới bắt đầu đi ngủ đâu. Muộn quá rồi bạn ơi, bỏ đi mà làm người. Vì lắp được thêm đồ nên là mình đã đép được nhiều hơn rồi. Thua đẹp có 2 chết rồi. Ba cái lõi bạc à? Ui, ý chí bất khuất đấy. Thề luôn là nó chẳng khác gì một cái lõi kim cương cả. Ngày xưa cái lõi kim cương bảo hộ tiên tộc nó miễn khống chế 15 giây. Nhưng mà giờ cái lõi bạc này nó miễn 10 giây luôn. Quá là vô lý. Vô lý thế thì mình phải húp luôn. Ơ kìa Jerry, tới rồi thì vào luôn đi. Check cái nhà yếu nhất lobby thì mình thấy con Garen 3 đồ khỏe khỏe nên là mình cũng yên tâm để Jerry ở đấy. Nhưng mà mình đánh giá team bạn quá cao rồi. Garen 1 không đủ sức chơi, mất chích của tôi rồi. Thêm Zinix vào kích Zau cho Jerry và lấy lại phong độ. Tất nhiên là phong độ thua ở vòng này. Đúng một chat luôn, vừa khít luôn. Mình nhận cay xa vì nó 4 tiền. Với cả vì cái ông kia cứ ping đòi giữ, không tới lượt ông đâu. Cay. Về lắp luôn cung xanh cho Jerry và áp 7 thêm một chat vào sân nữa. Giờ thì bài mình cũng khá là mạnh, có thể ổn định lại lượng máu. Tí hết 27 số rồi nên là không nhất thiết phải thua nữa. Vì thua nữa thì sẽ ảnh hưởng đến máu, khó mà comeback được. Cũng 3.5 người mà. Nói thế chứ không thắng được con round thôi. Round này gặp pháp sư thì lại oảng rồi, lắc lủng như kia cơ mà. Sao mà đó được. Cộng 1 Jerry ở round cua 3.7. Rồi cộng thêm rất là nhiều tiền và 4 mảnh đồ nữa. Thật là vãi. Jerry tức lên 2 luôn. Không tốn một đồng nào để roll cả. Bảo chó đỏ thì lại tự ái. Không mất tiền roll thì để tiền lên 8 luôn. Kích hoạt 4 bắn tỉa. Khủng long sắp được 30 số tiền hóa. Dán tanh thì có Java Seju góp mặt. Đội hình gần như là đã vào form. Carry thì đủ 2 sao. Giờ sức mạnh của mình áp đảo rồi. Một phát là nguyên sàn kia ông khủng long để sau ấy luôn. Sau hai cái lõi bạc phết thì cũng có lõi kim cương. Không chọn được đo đi đóng giày nên là mình roll. Không ngon lắm. Thêm 2 xẻng cũng ngon nhưng mà mình nghĩ lượng chết như này đủ rồi. Mà mình cũng có thể lên được 9. 2 ấn à, 6 bắn tỉa và 6 Pinover cũng được. Nhưng mà mình muốn mạnh ngay lập tức để trả thù đời. Lập đội đi, biến cái game này thành liên minh Zeke. Càng nhiều Zeke thì càng tốt. Lúc đây hay đấy. Cho đồ rồi thay Sen vào chỗ Seju. Giờ thì chỉ việc xếp bài và đi đấm từng nhà thôi. Nhà này trước tiên, đấm từng Garen này trước khi nó lên 3 cầm kiếm xoay tít mù lên. Hay mơ á, cái lũ má biết thế lấy sách ấn. Thôi lỡ rồi thay Ori để thêm cái ụ súng đồ tân cũng được. 4.3 mình gặp một nhà thách đấu đen như chó. Lên 8 đồn cạn tiền rồi mà carry vẫn chưa được 2 sao. Chắc là khóc bị đấm đau như kia cơ mà. Con em mở chợ ngon vãi. Nhưng mà cái gì mà mình thấy ngon đấy thì người khác cũng thấy ngon thôi. Lấy về cái đai máu làm đồ tanh vậy. Check nhà liên tục để xếp được con Javan ụp lồng vào carry của đối thủ. Cơ mà đối thủ tiếp theo mình gặp lại là Eco bằng giá 3 cốc. Bài này mình có lên video rồi, ai muốn xem thì gọi xem lại nha.
Kataba của ông này cũng mạnh đấy, nhưng mà mỗi cái kim sung ánh sáng thì làm sao mà đủ sức carry. Lại thêm Eco mình có 2 đồ, đánh vậy là hỏng với cơm cháo rồi. Thấy không, lại thắp lửa với mình thôi. Mình thiếu dạng hồi máu nên là mua luôn nâng cấp không kích cơ khí cho cụ súng của Hammer. Và tất nhiên là vẫn trách nhà chứ không thể ngủ quên chưa chiến thắng được. Ơ kìa, Asia hướng ngoại à? Không kẹp Surima mà lại kẹp Ferrazot với đấu sĩ, lạ nhới. Ferrazot mạnh ai cũng muốn kẹp thì biết rồi, nhưng mà Asia mà không có Surima thì hoàng đế này bám nước rồi. Vậy là 4.6 mình có chuỗi thắng 5 chứ không phải mất trích chức quái nữa. Đám cua rơi luôn ra đồ đẹp để mình không cần phải chờ lâu. Hoàn chỉnh giáp máu cho Saiyan và cộng 1 xe kè cho Zenit. Đúng rồi, cha đất bây giờ lại phúc cả. Nửa thanh kinh nghiệm rồi lên 9 luôn, ok không các bạn? Tới nắp rồi thì còn nhiều tiền Ronald. Hammer 2 slot thứ 9 mình cũng thêm tặng Cassante vào rồi. Ôi rồi ông anh thách đấu đã dắt vàng được Kalista rồi. Dương quá ra xua và cô lâm Kai'Sa cũng lên 2. Nhưng mà bên mình cũng update được nhiều lắm. Giá ván úp lồng làm choáng đi ra xua. Và ra xua chỉ kịp chăn trối xài một lần trước khi nằm xuống. Thế là hàng tanh lủng. Kai'Sa lướt lên một nhịp để xả cơn mưa Aikathia. Đúng một lần xong cũng bị Jerry bắn gục. Kalista bị bỏ lại và ăn liên hoàn đấm vào mồm. Chuỗi thằng 6 rồi nhớ. Ơ kìa, hai con Saiyan luôn. Nãy giờ Cassante không có tác dụng lắm nhỉ. Bán luôn con ở hàng chờ đi mua Saiyan 2. 5.2 mình gặp lại Eco, chỉ có đồ thay đổi chứ tướng thì vẫn vậy. Vẫn là kịp player khi ra van ụp một cái lồng không thể đẹp hơn, làm choáng đi cả đội hình team địch. U súng làm giảm giáp và kháng phép của Shizuani khiến con lợn này bị làm gói rất là nhanh. Kata 3 sao cô độc nhận hết choáng từ ra van. Giờ lại có trông thêm bất tung từ Saiyan nên chỉ có thể nhảy và giết được các tướng bên trái của mình. Mình có cái chiến thắng thứ 7. Còn đồ mạnh này thì ôm 40 ván trong lần sau. Game giờ còn 4 người thôi, mình roll tiếp. Kassate ra rất nhiều nhưng mà mình nói chê rồi nên là cũng không lấy luôn. Sau đấy thì mình gặp một nhà pháp sư quân sư cũng đang rất là hot hit ở meta này. Nhưng mà tội nghiệp cho Ari quá, nó còn chưa kịp ra đủ skill 3 lần thì đã bị Jerry của mình giật cho cháy cả chính cái đuôi. Quá là đau đớn. Tóc đánh cũng nhiều rồi nên là lượt đi chợ này thì mình lấy cái cuồng cung để đủ 3 đồ cho Jerry. Tân tiếp theo sẽ chạm trán nhà thách đấu nên là mình phải đổi bên Jerry để tránh bị ra xua hất tung. Vào cái là Zavan làm tốt phần việc của mình, kịp úp sọt một cái trước khi là nằm xuống. Kai'Sa báo quá báo đồng đội bằng việc là bay thẳng về phía Kalista để cho Saiyan của mình đổi hướng hất tung và tiếp cận về bên đấy. Quá nhiều khống chế và đam dồn rất nhanh từ hội bắn tỉa nên là mình đấm ông này gần như là nguyên sản. Senna 2 luôn, giờ đánh đấm chỉ là thủ tục thôi chứ ai top 1 thì các bạn biết rồi đấy. Không tin à, nhìn đây này, 5.6 rồi mà ông này còn bị mình đấm không phải là đau mà là rất đau luôn. Chênh lệch về sức mạnh là quá lớn. Quốc khổng lồ cho mình thêm hộp đồ với cả một ít tiền để rô tướng, xem là có con nào lên được 3 nữa không. Đúng một Senna, thậm chí là Zavan cũng không thêm lên 2 luôn. Có hộp đồ này thì mình lấy cái bốc đồ cho 5 tiền 2 sao Senna cầm thôi. Kêu phù thủy quân sư này đen thật, lại gặp mình cái lúc nước sôi lửa bỏng này. Không có gì bất ngờ nếu mà mình tiễn ông ý ra về với cái top 4. Còn hai nhà thách đấu này tự thanh lý nhau giành top 2 thôi. Và tất nhiên 6.1 là vòng đấu cuối cùng mình gặp cái đội hình Dương Quá Cô Long để hoàn thành thủ tục nhận top 1 cho game đấu này thôi. Nuôi khủng long quá dễ phải không ạ? Nếu mà chơi bài này thì mình nghĩ là mọi người cứ quất huyền thoại TS để cho chắc cú là vẽ được đồ đẹp, không phải lắp đồ đầu game và yên tâm để nuôi TS. Bài này rất là mạnh, có thể sốc đam nhanh nên là hàng tanh các bạn cứ kẹp khống chế, càng nhiều càng ít. U súng của Hammer thì nên mua về súng giảm hồi máu hoặc là giảm giáp và kháng phép. Nếu mà thiếu tanh thì có thể mua tự động sửa chữa, còn nâng cấp máy đào vàng chỉ dành cho ông nào nghiện đấy nhá. Nói chung là bài này cũng phải 7/10 đấy, khá là dễ chơi, carry mạnh lại còn vui vì có khủng long ăn thịt người nữa. Ok, còn bài nào mà các bạn muốn mình làm video nữa thì comment ở phía dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn leo rank vui vẻ.